Dạ vâng, thân mến, chào tất cả mọi người. Lần đầu tiên trong clip hôm nay, cho phép mình gửi lời cảm ơn tới tất cả quý khách hàng trong thời gian qua đã luôn quan tâm theo dõi kênh, tin tưởng và ủng hộ bên cửa hàng âm thanh Hoàng Tuyến Thái Bình. Và để tiếp tục cập nhật những sản phẩm âm thanh chất lượng phục vụ quý khách yêu âm thanh trên toàn quốc, hôm nay thì bên mình có về được một cái dòng loa bãi của thương hiệu ZKB, một thương hiệu âm thanh đến từ Germany, nước Đức. Đây là cái lô loa đã được bên mình chờ đợi từ rất lâu, vì cái dòng loa này đã được bên anh em cung cấp hàng thông báo với bên mình cách đây khoảng 2 tháng, thì hôm nay cái dòng loa này mới có mặt tại cửa hàng nhà mình. Và lần này thì bên mình về được số lượng là hơn 30 cặp, thì mình đã giao cho anh em thợ là hơn chục cặp, thì còn lại là 20 cặp. Ở đây mình đã tháo ra một số loa để kiểm tra về chất lượng, cũng như quay chi tiết video để giới thiệu đến tất cả mọi người. Vâng, và xin kính mời mọi người cùng đi xem chi tiết về cái dòng loa này. Vâng, và trước mắt mọi người là cái dòng loa bãi rất là chất lượng của thương hiệu RKB. Thương hiệu này đến từ nước Đức và công ty sản xuất đang được đặt tại Trung Quốc. Model loa của hãng có mặt tại cửa hàng nhà mình ngày hôm nay là model loa đời cao có tên là MT612. Hiện tại ở Việt Nam đang có một số đơn vị bán cái model loa này là hàng mới nguyên hộp, và mức giá của một cặp loa mới nguyên hộp là gần 30 triệu đồng. Đây là cái model loa đời cao nên hãng có sử dụng driver của loa bass và loa chép rất là chất lượng. Và trước khi đi xem chi tiết về cái dòng loa này thì chúng ta cùng đi tìm hiểu về thương hiệu RKB qua trang web chính chủ của hãng. Quý khách có thể sử dụng điện thoại hoặc máy tính và vào Google gõ từ khóa là www.rkb-audio.com. Đó, chúng ta sẽ nhấn Enter. Và đây thì sẽ ra trang web chính chủ của hãng. Ở trên này là trang web chính chủ của hãng này. Đó, chúng ta sẽ vào trang web chính chủ của hãng và sẽ bấm vào cái khu vực giữa này. Chọn khu vực giữa này thì sẽ ra các sản phẩm của hãng này. Hay chúng ta sẽ chọn là tiếng Việt, dịch sang tiếng Việt. Ok, ở đây thì có rất nhiều các sản phẩm loa của hãng này, từ Array cho đến các dòng loa full, loa karaoke sử dụng cho gia đình, phòng hát chuyên nghiệp. Cái model loa của hãng có mặt tại cửa hàng nhà mình là cái model dòng MT. Đó, MT thì chúng ta ở đây thì trên trang web này thì có cái model là MT710, model là MT712. 710 này là bass 25, 712 là bass 30. Còn cái model loa có mặt tại cửa hàng nhà mình là MT612. Cái model đó thì hiện tại ở Việt Nam cũng đang có đơn vị bán hàng mới. Và cái mức giá của một cặp loa mới cũng khá là cao. Nó rơi vào khoảng gần 30 triệu đồng, 28 triệu mấy trăm gì đó. Thế còn với những cặp loa bãi thì lát nữa mình sẽ báo giá, nó có mức giá rất là tốt. Đây, trong trang web của hãng này thì quý khách có thể vào tham khảo về các sản phẩm cũng như là cái thương hiệu này. Đó, có rất nhiều các sản phẩm loa này. Bên dưới này là cục đẩy và vang. Ở đây là một hãng âm thanh cũng khá là lớn, thuộc bản quyền của nước Đức. Và công ty nhà máy hiện tại đang được đặt tại là Trung Quốc. Đó, có rất nhiều các sản phẩm này, đẩy này, vang số, mic không dây, đầy đủ hết. Và chúng ta cùng đi thoát ra ngoài và tìm kiếm cái model loa này là hàng mới nhé. Mọi người lại vào Google và gõ từ khóa là loa này, RKB. Loa RKB này. Đó. RKB. RKB 612 nhé. 612. Ở đây có đơn vị này đang bán này, villacara.com này. Hàng mới nhé. Ở đây là cái hình ảnh của loa. Nó đang có mức giá là 27.860.000. Đó là tiền Việt ạ. 27.860.000. Hàng mới. Đó, đây là hình ảnh của loa này, giống hệt với cái dòng loa có mặt tại cửa hàng nhà mình. Ok, ở mặt trước mặt sau này, ở đây là thông số kỹ thuật của loa. Loa này thì là bass 12 inch tương ứng với bass 30, trở kháng là 8 ohm, đáp ứng giải tần từ 40 Hz cho tới 20 Hz, độ nhạy là 98 dB, công suất max là 900W, công suất hoạt động liên tục là cỡ khoảng 450W. Đây là kích thước thùng. Đó, ở đây là các thông số của hãng này.
Ok, và bây giờ thì chúng ta cùng đi xem chi tiết về những cặp loa bãi có mặt tại hàng mình. Và đơn vị bên mình thì chuyên bán cái dòng loa bãi mọi người nhé. Đây, hàng bãi về thì nó còn nguyên bụi này. Đó. Nhưng tuy nhiên thì cái thùng này còn rất là đẹp. Ở đây là cái bụi. Cái này là cái đặc trưng của loa bãi nhé. Cái này thì chỉ cần lau qua là sạch thôi. Đó. Cái này là lau đi là sạch nhé. Thùng về thì hàng về thì bên mình cũng chưa có vệ sinh. Ở đây chỉ để đây và quay giới thiệu đến mọi người luôn. Ở chỗ những cái khu thùng này nó có bị loang loang, đây là cái bít treo treo loa trước đây họ có treo lên này. Và cái lốt này là cái lốt của cái bít treo loa đấy. Nó có hẳn ở đây này. Còn cái thùng này thì bẩn, bụi bẩn thế này thì lau là sạch nhé. Cái này chỉ phải lau nước thôi. Cái thùng này thì không phải sơn lại, chỉ cần lau thôi. Lau qua nước là đã được sạch rồi. Và tất cả các thùng này đều đẹp. Và kiểu dáng của thùng loa là kiểu dáng thùng cân. Loa có kiểu dáng thùng cân. Vắt đều về phía sau. Và chất liệu làm thùng là chất liệu gỗ tự nhiên, loại gỗ bạch dương, được lạng mỏng khoảng 2 ly 1 và ép lại lớp ngang, lớp dọc để chống cong vênh, cong ngót. Gỗ rất là dày. Lát nữa thì mình sẽ quay về cái phần bên trong thùng thì mọi người thấy là cái gỗ này rất là dày. Dày hơn rất nhiều so với cái dòng loa của những thương hiệu khác. Và cái kiểu dáng thùng này rất là đẹp không ạ? Ở phía cạnh thùng loa thì có một số chỗ là cứ khuyết xuống này, được khuyết xuống để tạo điểm nhấn ở mặt trước của thùng loa. Và hai bên thì có hai tai sách để chúng ta vận chuyển loa. Các ốc vít để bắt ê căng. Mỗi bên thì có 4 vít để bắt ê căng. Loại vít chôn gen sẽ được bắt thẳng vào ê căng này. Mặt trước là lưới ê căng sắt kim loại. Thương hiệu là RKB. Thương hiệu của hãng này là RKB. Thùng rất là xinh xắn phải không ạ? Thùng cân rất là xinh xắn. Hai lỗ thông hơi được thiết kế ở phía sau. Và đây là bảng thông số kỹ thuật của loa ở phía sau. Pressing low audio. Thương hiệu là RKB. Model là MT612. Dòng loa highway, hai đường tiếng. Công suất hoạt động RMS là công suất hoạt động liên tục của cái dòng loa này là 450W. Cũng khá là cao đấy. Loa bass 30 mà đạt tới ngưỡng là 450W là công suất khá là lớn rồi. Trở kháng là 8 ohm, độ nhạy là 98 dB. Và cái dòng loa này thì đáp ứng giải tần khá là rộng, từ 40 Hz cho tới 20 Kz. Nó xuống đến 40 Hz là cũng tiếng bass đánh khá là sâu ấy. Và đây là CD, CD của từng loa, được sản xuất design in Somali và được sản xuất theo công nghệ của nước Đức và nhà máy thì được đặt tại Trung Quốc rồi. Hai jack níu chích, một đường in và một đường link ra một loa khác. Jack níu chích khá là xịn đấy. Hãng sử dụng cái jack níu chích thì khá là xịn đấy. Đó là bảng thông số ở phía sau khá là chi tiết. Và đây là những cái loa mà mình đã tháo cái căng rồi này. Đó, mọi người thấy là tất cả nó còn rất là đẹp. Số lượng thì được hơn 30 cặp thì đã có một số anh em thợ ủng hộ là lấy về bán lẻ là hơn chục cặp rồi. Thế còn lại là còn khoảng 20 cặp. Và những cặp loa này thì sử dụng bát chép rất là chất và đặc biệt là nó có mức giá cũng khá là tốt. Và mình sẽ đi quay chi tiết và lát nữa thì sẽ báo giá của những cặp loa này sau. Ở đây thì củ loa bát và loa chép. Củ loa bát khá là chất. Hàng xịn của RKB. Trên củ loa bát thì có đầy đủ tem của hãng này. RKB. Mã QR để quét, check mã vạch. CD của loa bát. Ở trên một cái loa bát mà rất nhiều tem. Ở đây là cái thông số CD của đài bát này. Đây là một CD nữa này. Tem kiểm định này. Trên một cái loa bát mà có quá nhiều tem. Trên màng cũng có CD này. Đầy đủ các thông số nhé. Và đây là cái sắt từ. Cái thép kẹp từ này. Đấy. Rất là xịn sò. Và nó rất là mịn. Đấy. Thép bên dưới này. Rất là dày mọi người nhé. Và xương của cái đài loa này thì hãng sử dụng là xương nhôm. Xương này là xương nhôm, không phải xương gang mọi người nhé. Xương nhôm. Và cái nhôm này thì nó ít khi bị oxy hóa nên là hãng không cần thiết phải sơn chuyển sang màu đen, để nguyên cái màu nhôm, nó chỉ phủ một cái lớp bóng bên ngoài thôi để cho nó bóng thêm thôi,
cho nó bóng cái phần xương này thôi. Xương là cái dạng xương là hai chân này, hai chân rất là cứng cáp và dày. Cái xương này chúng ta vận chuyển thoải mái là không sợ bị gãy nhé. Riêng cái xương này nó rất là cứng này, xương nhôm đúc rất là cứng. Hai cọc kết nối đi vào trong côn loa bát rất là cứng cáp, để chúng ta ấn thoải mái luôn. Đó, rất là cứng cáp này, không phải như những cái dòng loa rẻ tiền. Để chúng ta nhấn cái này có khi nó đã gãy mất rồi. Cái này rất là cứng này. Hai sâu đi vào trong côn loa bát. Loa bát này có đường kính từ là từ 19. Từ 19 này. Và sử dụng côn là côn 76. Ở trên cái lắp bên trên con lắp của cái đít bát này thì có các lỗ để tản nhiệt cho côn. Thì khi chúng ta đánh những công suất lớn thì cái côn loa nó cũng sinh nhiệt, nó cũng khá là nóng. Đó. Là hãng thiết kế cái lỗ này để làm mát, tản nhiệt, thoát nhiệt cho côn. Cái dòng loa nó chất thì chúng ta xem cái độ hoàn thiện của nó này. Nó rất là sắc nét phải không ạ? Mình quay chậm một chi tiết để mọi người có thể đánh giá về cái độ chất của cái dòng loa này. Tất nhiên thì nó đều được lắp ráp tại Trung Quốc thôi. Nhưng Trung Quốc thì nó là cái công xưởng của thế giới, họ là công xưởng của thế giới rồi. Nên là một số cái thương hiệu lớn như JB chẳng hạn thì bây giờ PV hoặc là những cái dòng loa cao cấp khác thì cũng đều được công ty đều đoạt ở Trung Quốc hết rồi. Đó. Và đây là cái phần nhện này. Mình sẽ bật cái đèn palette lên thì mọi người sẽ thấy được là cái phần nhện loa. Cái đời này thì hãng có sử dụng là nhện màu đen mọi người nhé. Đó, nhện là nhện màu đen. Nhện này thì giống với cái màu nhện của một số cái đời loa như JBL đấy, sử dụng cái nhện màu đen này. Và côn là sử dụng côn 76. Nếu ban ngày chúng ta có thể nhìn vào cái khe, qua khe từ này, qua khe của xương này chúng ta sẽ nhìn thấy cái côn và nhìn thấy keo cổ côn. Thì chúng ta sẽ biết ngay được là cái loa này còn zin hay không. Loa này thì sử dụng là côn dây dẹt. Và cái bên ngoài cái lớp dây côn ấy, được quét một cái lớp giải nhiệt màu đen. Màng này. Và mỗi lần hàng về thì bên mình sẽ cố gắng là quay chi tiết. Nên cái video nó hơi dài một chút. Và rất mong là quý khách bỏ chút thời gian ra để xem được kỹ cái video. Và đánh giá về chất lượng của sản phẩm. Và có quyết định mua loa hay không. Thì quý khách hãy xem hết video thì sẽ hãng đưa ra quyết định là có nên mua loa hay không. Mình sẽ quay chi tiết này thì nó sẽ hơi tốn thời gian một chút mọi người nhé. Rất mong mọi người thông cảm. Và đây là mặt trước của loa bát này. Loa bát sử dụng là gân vải hai sóng được tẩm dầu. Màng là màng giấy cũng khá là sâu. Và màng cũng được quét một cái lớp để bảo vệ chống nước, chống ẩm. Đây là cái chặn gân. Cái chặn gân này. Đó. Khá là chất phải không ạ? Upper lồi. Và cái màu của cái upper này nó là cái màu xám này. Màu của upper jean này nó là màu xám mọi người nhé. Cái keo đổ chung quanh cái chân upper này cũng khá là nét. Nó thể hiện cái độ chuyên nghiệp. Khá là sắc nét đấy. Ở đây là cái loa bát. Và tất cả cái loa bát ở đây thì đều đẹp như nhau. Tất cả loa bát thì đều đẹp như nhau nhé. Tiếp theo thì sẽ đến là loa chép. Ở đây là loa chép. Loa chép ở đây thì nó có hai loại mọi người nhé. Có hai loại, một loại là cái tem xanh như thế này. Đây có một loại tem xanh. Côn thì như nhau thôi, chất lượng như nhau. Sẽ có hai loại này. Đó, cùng một lô nhưng mà lại có hai loại chép nhé. Hai loại nó chỉ khác nhau về cái tem thôi, chứ còn về chất từ và thông số thì nó như nhau. JKB này, công suất của loa chép là 80W, trở kháng là 8 ohm, được sản xuất theo công nghệ của Gemelli Đức. Series của cái đời chép này là CD4425TI. Hai cặp kết nối đi vào trong côn. Và loa chép này thì hãng có sử dụng là cái họng của loa chép này là họng gang. Sử dụng chép là họng gang mọi người nhé. Họng gang, kim loại. Gang hoặc là nhôm gì đó. Và đây là cái loa mà có cái tem màu xanh. Loa tem màu xanh này. Họng gang, nó kêu con con. Tem màu xanh. Thông số này, CD này. Hãng RKB, mã quét QR. Đây, họng gang này. Họng này thì chúng ta rất nhiều quý khách thích này. Sử dụng cái chất họng này thì nó cho ra chất âm nó sáng và nó đi nó phóng rất là xa. Cái phần cái quãng này này nó rất là dày.
Nhìn cái chép này thì chúng ta hình dung ra cái loại chép ở trong cái loa BMB, cái dòng loa BMB thì đang sử dụng cái giọng chép kiểu này. BMB full đấy, cái mã 2012 hoặc là 3012 thì sử dụng cái chép kiểu này. Nó giống thôi nhé chứ không phải là giống hệt. Nó kiểu kiểu vậy. Cái khoảng này nó rất là dày. Đó, thép từ thì nó rất là sáng. Họng ga. Ở đây thì mình có tháo hai cái lắp đậy này ra. Hai cái nắp đậy của một loại là tem xanh và một loại là tem được in laser ở trực tiếp ở trên cái nắp đậy của cái côn này. Ở đây mình đã tháo ốc vít sẵn rồi, có bốn con ốc vít lục giác này. Đó, ở đây là côn loa chép. Đó, mọi người thấy là cái côn loa nó cũng khá là chất và xịn sò và cam kết là còn nguyên zin. Côn này thì nó giống với một số đời loa của hãng JBL đấy. Cái chân côn này, kiểu côn này. Và sử dụng là côn có đường kính là 44,4. Côn dây đồng dẹt. Côn khá là đẹp đấy, khá là chất đấy. Hai cọc ở hai bên này được đổ keo. Họ làm cũng khá là chi tiết. Đó là cái loa tem xanh này. Còn đây là cái phần này, thép từ và khe côn. Ở bên này là cái loa tem được in chìm này, in trực tiếp nhé. Đó, RKB này. Đó, cái này được bắn laser trực tiếp này. Ở đây là côn, và giống hệt nhau, hai loại giống hệt nhau nhé, và có thể lắp sang cho nhau được. Cái này thì chắc là nó chỉ khác gọi là đời một chút thôi, khác đời chép một chút thôi chứ còn nó như nhau thôi, công suất như nhau. Ở đây cái côn nó như nhau này. Đó, hai côn như nhau nhé, thép từ cũng như nhau. Vâng, và mình cũng xin báo giá của một cặp loa này để quý khách có thể lắm được. Quý khách chờ đợi nó cũng hơi lâu rồi, mình cũng xin báo giá để quý khách có thể lắm được, và tiếp theo thì sẽ lát nữa thì sẽ đi giới thiệu tiếp với một cặp loa bãi của thương hiệu RKB, công model là MT612. Thì bên cửa hàng này mình sẽ giao bán với cái mức giá là 11 triệu 500 nghìn đồng. Giá bán này thì đã bao gồm phí vận chuyển tận nhà cho quý khách và hàng bao zin 100%. Riêng thùng loa này thì sẽ không phải sơn lại mọi người nhé. Thùng loa này chỉ lau đi là sạch thôi. Nên là bao zin từ cái phần sơn sơn thùng luôn. Đó, loa này thì không phải sơn lại thùng, còn quá là đẹp rồi. Giá là 11 triệu 500 nghìn một cặp. Bao ship tận nhà cho khách và cam kết là hàng nguyên zin. Còn với cái chất lượng cái dòng loa này thì chúng ta thấy cái phần củ loa bát, loa chép nó đã rất là chất rồi. Nên là cái chất âm của cái dòng loa này thì chắc chắn là sẽ hay. Mình khẳng định mọi người là sẽ hay. Và tiếp theo thì sẽ là cái phần phân tần. Phân tần ở trong thùng loa. Đây mình sẽ nhấc một cái loa bát này. Ấy chà, loa bát khá là nặng đấy. Đấy, mọi người thấy này. Loa nào cũng rất là đẹp. Đẹp xuất sắc luôn. Loa bát này, côn đây. Và đây là phân tần của cái dòng loa này. Dây loa rất là mềm. Dây loa mềm nhũn luôn. Em mình sẽ bẻ gập lại nhé và thả ra này, đó nó không bị gãy. Cái chất dây này nó rất là xịn đấy. Ở đây là trong cái mảng phân tần, đó, mảng phân tần. Mình sẽ nhấc một cái loa này lên nhé, nhấc một loa này lên thì sẽ nhấc hẳn cái mảng phân tần lên. Vâng, và đây thì mình đã tháo sẵn ở đây rồi, đã tháo sẵn ở đây một cái phân tần để quay nhấc lên quay cho chi tiết này. Model ở trên phân tần là MT612. Nó in cả model ở trên phân tần luôn. Khá là chi tiết đầy đủ rồi. MT612 là cái model của đời loa này. Phân tần thì sử dụng là hai cuộn cảm này. Hai cuộn cảm này là hai cuộn cảm lớn, hai cuộn cảm to. Đó, hai cuộn cảm to này. Và tụ này. Có hai con tụ này là của thương hiệu CK. Hai con tụ này cũng khá là chất rồi. Hai con này được đấu song song nhau. Họ có thể sử dụng một là sẽ sử dụng là hai con tụ này hoặc là sử dụng một con tụ to hơn với dung lượng bằng hai con tụ này. Hai con này thì đang được đấu song song với nhau thì họ có thể sử dụng là một con cũng được với dung lượng là bằng hai con này cộng lại. Và phía bên này thì lại có thêm một cuộn cảm này, một con tụ này, một con tụ lớn, một con tụ nhỏ. Tụ này là của hãng MKP. MKP có hai con tụ này. Ở trên này thì có hai con trở nhôm.
hai cái chở nhôm được bắt ở cái một cái thanh nhôm này để tản nhiệt làm mát cho hai con chở này. Chở khá là xịn đúng không ạ? Đó là cái mảng phân tần, mạch bên dưới này. Mạch bên dưới đây. Mạch in khá là sắc nét và trông nó có cái độ khôn, chất, sạch sẽ. Ở bên trong thùng là bông tiêm màu trắng. Và đây là cái phần thùng này. Thùng rất là dày. Họ đã khâm xuống này, khâm xuống cái chiều sâu là cái này khoảng gần 2 cm rồi đấy. Gần 2 cm, nó vừa lọt phẳng với lại cái phần xương của cái lo bát này rồi. Mà nó còn chừa lại khá là dày này. Đấy, còn lại khá là dày. Đủ để bắt cái vít này, cái chôn cái ecu này, để bắt vít này. Nó rất là dày, thùng rất là dày. Trọng lượng của loa này nó khoảng cỡ 25 hay 26 cân này đó. Nó rất là dày mọi người nhé. Thùng rất là chắc chắn, thùng gỗ. Thùng này chúng ta sử dụng là không sợ bị bong lở gì hết. Ủa, củ lo bát thì rất là chất rồi. Vâng, và trong clip sau thì mình sẽ đi test chất âm của cái dòng loa này. Ở clip này thì mình sẽ chỉ đi giới thiệu về loa và báo giá. Và quý khách nào có nhu cầu mua cái dòng loa này, hãy vui lòng liên hệ bên mình có số điện thoại là 0826 252 688. Hoặc những quý khách ở gần có địa chỉ tại phố Lẻ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, có thể đến trực tiếp cửa hàng để xem và test chất âm của những cái dòng loa này và các thiết bị âm thanh karaoke khác. Vâng, và clip cũng đã dài rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Quý khách xem video thì hãy cho bên mình xin một like. Và những quý khách nào lần đầu tiên ghé thăm kênh, quý khách chưa đăng ký kênh thì quý khách hãy vui lòng nhấn vào nút đăng ký kênh. Đồng thời nhấn vào nút chuông thông báo để khi có những cái sản phẩm mới bên mình đăng lên thì mọi người sẽ cập nhật được sớm nhất. Đây sẽ đi quay qua một lượt, hết một lượt này. Về những cái loa mình đã tháo ra. Ở phía bên trên kia là những cái loa chưa tháo này. Và xong clip này thì mình sẽ tháo hết ra để kiểm tra. Và sau đó thì sẽ dán tem ở trên từng củ lõ bát, loa chép. Để khẳng định sau này những cái cặp loa này bán cho quý khách sẽ đảm bảo về cái chất lượng, đảm bảo về độ nguyên bản, nguyên zin. Tất cả thì đều quá là đẹp không ạ? Loa này đẹp gần như là mới rồi. Họ sử dụng ít nên nó còn rất là mới. Ông xin chào tất cả mọi người. Ở đây là phía mặt sau. À còn đây nữa. Cái phần e căng của loa này. E căng thì mặt trong là lưới mút và cái tem này chúng ta có thể xoay được mọi người nhé. Chúng ta có thể là xoay được, nhấn cái lò xo này lại và chúng ta có thể xoay được cái tem. Xoay ngang hoặc là xoay đứng tùy theo ý.